đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ tam giang ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ tam giang ta phải chết cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2017, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2264 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình, như thường lệ là phần tin tức, mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù. Thêm một người bất đồng chính kiến bị bảo quyền Việt Nam bắt giam. Việt Nam ngừng khai thác dầu ở Biển Đông vì bị Trung Cộng đe dọa. Hà Nội tố cáo Hải quân Nam Dương nổ súng vào tàu cá Việt Nam. Bão Sơn Ca sẽ càn quét miền Bắc Trung Bộ vào tối nay. Việt Nam vẫn nhập gỗ lậu từ Campuchia bất chấp lệnh cấm. Vân Hà và Bá Cơ sẽ gửi đến quý thính giả phần tin chính nêu trên để mở đầu chương trình. Ngay sau phần tin tức, mời quý vị cùng đón nghe những tâm tình của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và nhạc phẩm Xin Cho Con Được do chính anh sáng tác để tặng người phụ nữ can trường Trần Thị Nga. Giữa chương trình qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, tác giả Nguyễn Tường Thụy chia sẻ đến quý vị bài viết Bông Hồng Cho Trần Thị Nga. Và chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của tác giả Lê Phan, tựa đề Cái Lý Của Bắc Kinh. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của võ sư Lý Việt Hùng, Hội Quán Võ Thuật Đồng Tâm, Sydney, Úc Châu. Đồng thời cũng để vinh danh ông Mai Văn Tân, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Bá Cơ. Sáng hôm nay 25 tháng 7 năm 2017, Tòa án tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử bà Trần Thị Nga theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Trần Thị Nga là một người mạnh mẽ hoạt động cho nhân quyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia, cũng như bảo vệ môi trường, chống Formosa. Những nỗ lực đóng góp ôn hòa của bà đã được quốc tế ghi nhận và bà là một trong 17 người có tên trong sách Anh Hùng Châu Á do Đài Á Châu Tự Do phát hành. Cũng tương tự như bào phiên xử những người ái quốc trước đây, thân nhân ruột thịt của bà Nga không được phép vào dự phiên tòa, huống hồ là các bạn bè và người ủng hộ, dù họ đến đông. Phiên tòa đã kết thúc lúc 4 giờ rưỡi chiều và bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù và sau đó là 5 năm quản chế. Sức khỏe bà Nga không được tốt, nhưng tinh thần vẫn vững vàng và mạnh mẽ như bao giờ. Vào chiều hôm qua 24 tháng 7, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt ông Lê Đình Lượng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Theo tường thuật của gia đình, vụ chặn đường bắt giữ ông Lượng 52 tuổi, có bút danh là Lỗ Ngọc, diễn ra vào chiều hôm qua tại khu vực Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Được biết, ông Lê Đình Lượng, chú họ của luật sư Lê Quốc Quân, là một cựu chiến binh từng tham chiến trong cuộc chiến đẫm máu ở bên dưới Việt Hòa vào năm 1979. Trong thời gian qua, ông Lượng đã tích cực đấu tranh kêu gọi bồi thường và khôi phục vùng biển trong lành cho người dân miền Trung sau thảm họa Formosa. Tuy nhiên, giới chức an ninh Nghệ An tuyên bố là họ đã thu thập được những tài liệu và chứng cứ cho thấy ông Lượng đang hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Trong một diễn biến khác, thì các luật sư bào chữa cho biết blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đệ đơn kháng cáo sau khi bị tòa án tỉnh Khánh Hòa khép tội tuyên truyền chống phá chế độ và bị tuyên án 10 năm tù vào tháng trước. Trước áp lực của Trung Cộng, Tập đoàn Cộng sản Việt Nam vừa ra lệnh cho công ty Repsol của Tây Ban Nha ngưng thăm dò dầu khí chỉ một tháng sau khi công ty này bắt đầu khai thác tại lô số 136, còn có tên là Cá Rồng Đỏ, cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 hải lý. Theo nhiều nguồn tin thì vào tuần trước, Hà Nội thông báo cho công ty Repsol là Trung Cộng đe dọa sẽ tấn công các hòn đảo ở Trường Sa nếu Việt Nam không chấm dứt các hoạt động khai thác và thăm dò trong vùng biển này. Điều này càng khẳng định thêm nguồn tin là phái đoàn Trung Cộng do tướng Phạm Trường Long cầm đầu đã giận dữ rời khỏi Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, sau khi không thể làm áp lực để Việt Nam hủy bỏ dự án thăm dò dầu khí tại lô 136 mà Trung Cộng tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ.
Cho đến hôm qua, giới truyền thông lề đảng và Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vẫn hoàn toàn im lặng về vụ này. Chỉ vài ngày trước đó, công ty Repsol cũng loan báo là họ đã tìm thấy một trữ lượng khí đốt rất lớn tại lô 136/03. Điều này sẽ khiến cho các bên liên quan sẽ càng khó xử thêm. Lý do là nếu rút lui, công ty Repsol có quyền đòi Việt Nam phải bồi thường vì bị hủy hợp đồng. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là tin này càng cho thấy rõ thêm thái độ hèn với giặc nhưng ác với dân của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam, đẩy dân tộc Việt vào vòng đô hộ của giặc Tàu. Như tin đã loan vào hôm qua, một tàu lạ đã nổ súng vào một tàu cá Bình Định vào tối thứ Bảy 22 tháng 7, khiến 4 ngư dân bị trọng thương. Theo cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam thì tàu lạ này là một chiến hạm của Hải quân Nam Dương và vụ tấn công diễn ra tại một vùng mà cách vị trí côn đảo khoảng 132 hải lý thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, sát vùng biển Natuna của Nam Dương. Trong số 4 ngư dân bị thương, có 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ 7 ngư dân cùng chiếc tàu đã được đưa về côn đảo vào chiều tối Chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên phía Nam Dương, đặc biệt là hải quân nước này, hiện chưa đưa ra thông cáo hay lời bình luận nào về vụ nổ súng này. Cơn bão số 4 có tên quốc tế là Sơn Ca sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vào chiều tối hôm nay, đúng một tuần sau khi cơn bão Talas càn quét qua các tỉnh này, gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản ở các tỉnh trên. Theo loan báo của giới hữu trách Việt Nam thì bão Sơn Ca không có cường độ mãnh liệt như bão Talas, sẽ không mang theo những trận mưa lớn, nhưng vẫn có mức độ tàn phá rất lớn. Giới ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ đã nhận được lệnh phải vào bờ hay tìm nơi tránh bão, tránh tình trạng hàng chục tàu cá bị lật chìm như ở tỉnh Quảng Bình trong cơn bão Talas vừa qua. Bất chấp lệnh cấm của nhà cầm quyền Campuchia, hàng chục ngàn khối gỗ lậu vẫn được chuyển vào nội địa Việt Nam, mặc dù không còn công khai và rầm rộ như trước đây. Nhật báo Campuchia Daily trích dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam vào hôm qua loan tin là chỉ tính riêng tháng 5 vừa qua, khoảng 28.000 thước khối gỗ tròn và gỗ sẻ đã xuất sang Việt Nam, có tổng trị giá 15 triệu Mỹ Kim. Số liệu này cho thấy lượng gỗ lậu đã sụt giảm hơn một nửa so với mấy tháng trước đó, trung bình là 32 triệu Mỹ Kim mỗi tháng. Cân nhắc lại là vào đầu năm nay, nhà cầm quyền Campuchia đã ban hành lệnh cấm xuất cảng gỗ sang Việt Nam. Nhưng theo phát giác của một tổ chức phi chính phủ của Anh, thì giới chức tỉnh Ratanakiri, giáp giới Việt Nam, vẫn tiếp tục nhận hối lộ của các nhóm buôn gỗ lậu Việt Nam để xuất cảng gỗ sang Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, hôm nay bà Trần Thị Nga đứng trước vành móng ngựa để đối đầu với bản án đã được định sẵn bởi một tập đoàn bán nước hại dân. Đau xót trước nỗi đau của bà và của cả dân tộc, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình sáng tác nhạc phẩm Xin Cho Con Được để tặng người phụ nữ can trường Trần Thị Nga. Mời quý vị nghe lời tâm sự của Trần Vũ Anh Bình và nhạc phẩm Xin Cho Con Được do chính anh trình bày để tặng bà Trần Thị Nga khi bà đang phải đối đầu với bầy sói dữ. Xã hội Việt Nam, người dân Việt Nam đang đương đầu với những khó khăn. Bình cũng giống như mọi người đang hướng về phiên tòa ngày 25 tháng 7 năm 2017. Một con người rất là mãnh liệt, Thúy Nga. Cảm xúc của Bình cũng như là cảm xúc của mọi người đang lắng nghe, đang bước theo từng bước chân của Thúy Nga ra trước công luận. Chắc chắn rằng mọi người chúng ta cũng hy vọng vào một điều tốt đẹp. Nhưng đối với bản thân Bình và cũng như Thúy Nga cùng với những anh, chị em, tù nhân lương tâm khác cũng đang đồng hành với dân tộc bằng những tháng ngày trong ngục tù vì tình yêu thương, quê hương, đất nước, dân tộc và giọt máu đang mang trong mình mang tên Việt Nam. Bình với cái cảm xúc là một người viết nhạc, khi được trở về
với mọi người. Sự ấm áp của mọi người đã lan tỏa trong tâm hồn Bình để Bình viết nên một cái câu chuyện nhỏ. Và muốn nói với mọi người rằng, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta hãy yêu thương nhau như chúng ta đang lắng để nhìn về một góc độ của phiên tòa bất công dành cho Thúy Nga. Xin cho con đường nói lên nỗi lòng cùng với nước non. Xin cho con đường mặc bao đau đớn giữa lòng quê hương. Cho con đường đặt tiếng yêu thương khi dân miền khóc than cô đơn. Hỏi rằng con nào vui sướng từ khổ đau tận lòng con, cho con được cất tiếng nói, cho con được biết sống với trái tim mình nhuốm thắm giọt máu đào Việt Nam, cho con được bước tiến bước theo chân nòi sông cha bên đời búa vây ngàn nhung hình quanh con. Xin cho con đường ngược trong bên bờ Việt Nam tự do. Xin cho con đường chạm tay ôm lấy nhân quyền dân con. Cho con đường gọi tiếng quê con đường bước đi trên đường con đi vì chân lý vì tự do nhân quyền Việt Nam. Cho con được cất tiếng nói, cho con được biết sống với trái tim mình nhuốm thắm giọt máu đào Việt Nam. Nói sớm cha ông sau bên đời bùa vây ngàn nhục hình quanh con. Cho con được cất tiếng nói, cho con được biết sống với trái tim mình nhuốm thắm giọt máu đào Việt Nam. Nói sớm cha ông dẫu bên đời bộ vây ngàn nhục hình quanh con. Quý thính giả, một trong những người phụ nữ can đảm nhất trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam là bà Trần Thị Nga. Bà cũng là một khuôn mặt nổi tiếng được cả chính giới quốc tế biết đến và can thiệp sau khi bà bị bắt. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Bông Hồng cho Trần Thị Nga của Nguyễn Tường Thụy sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trần Thị Nga bị bắt vào một ngày giáp Tết Nguyên Đán 26 tháng Chạp tức ngày 21 tháng 1 2017 dương lịch. Chỉ vài giờ sau khi Trần Thị Nga bị bắt, nhiều tổ chức xã hội dân sự và nhiều cá nhân đã ra tuyên bố khẩn cấp, yêu cầu trả tự do vô điều kiện ngay tức khắc cho cô. Nhà hoạt động Hoàng Dũng phản đối việc bắt Trần Thị Nga bằng cách xin đi tù thay cho cô vì cũng có hoạt động như cô là phổ biến và bảo vệ quyền con người. Hơn nữa, vì hoàn cảnh của Nga là bà mẹ đơn thân đang phải nuôi hai con nhỏ. Ba ngày sau, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo bày tỏ lo ngại về việc này. Và cũng chỉ ba ngày sau, hình ảnh và video Trần Thị Nga bị công an bắt xuất hiện tại nghị trường San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, trong buổi họp Đại hội đồng thành phố. Phong trào ký tên đòi trả tự do cho Trần Thị Nga và những hình thức ủng hộ lan rộng từ trong nước đến hải ngoại. Mới đây nhất, ngày 16 tháng 7, 2017, bà con dân oan Dương Nội đã tổ chức buổi họp mặt ủng hộ cô, đồng thời cũng có sự tham gia của đoàn dân bị cướp đất ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh và một số anh chị em hoạt động trong các tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội. Trần Thị Nga là một người phụ nữ đấu tranh can đảm. Giới đấu tranh biết đến cô trong mùa hè biểu tình năm 2011. Từ đó, cô tham gia nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, phổ biến quyền con người tới mọi tầng lớp nhân dân, giúp những người dân làm đơn từ khiếu kiện. Cô theo sát sự kiện và quay được những video có giá trị tố cáo cao. Trước đó, cô giúp người lao động Đài Loan đòi quyền lợi của mình, nên có nhiều người lao động chịu ơn cô. Vì thế mà cô bị những kẻ muốn chiếm đoạt công sức của người lao động thù ghét cô. Trần Thị Nga thường xuyên bị theo dõi, bị ngăn cản quyền đi lại và bị hành hung nhiều lần. Trận đòn tàn bạo nhất mà cô lãnh nhận là ngày 25 tháng 5 2014. Hôm ấy, cô cùng nhiều người bạn đến thăm tôi vừa từ Mỹ về được một tuần. Lúc ra về, cô bị côn đồ đón đường đánh vỡ xương tay và đầu gối chân. Việc Trần Thị Nga bị bắt, tôi cho rằng lý do chính là ở các hoạt động của cô, đặc biệt là việc cô lên án mạnh mẽ và gay gắt những việc làm sai trái của công an, giới chức cầm quyền, làm họ rất khó chịu. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Hà Nam không nhắc đến những hoạt động này, mà chỉ đề cập tới việc cô viết và đưa hình ảnh lên Facebook, YouTube và trả lời đài nước ngoài để rơi dắt đến tội tuyên truyền chống nhà nước. Đó là những điều Trần Thị Nga tố cáo nhà cầm quyền và biểu đạt tư tưởng của cô mà luật pháp thừa nhận. Có thể xem đó là bản cáo trạng ngược mà người ra cáo trạng là cô. Theo cáo trạng, Trần Thị Nga không nhận tội, không ký vào bất cứ biên bản nào, không chịu chụp ảnh, không chịu lập danh bản, chỉ bản, tức là bản ghi thông tin cá nhân tóm tắt của bị can, bị cáo để bổ sung vào hồ sơ vụ án. Hơn nữa, cô còn cho các phạm nhân trong trại giam biết rõ những hoạt động của cô. Rõ ràng, nhà cầm quyền đã không khuất phục được Trần Thị Nga. Tuy dứt khoát và mạnh mẽ khi đấu tranh, nhưng Trần Thị Nga rất nhân hậu với bạn bè, đồng đội và với dân oan. Cô sống chan hòa với mọi người, không gây mất đoàn kết và giúp ai thì thật tận tình. Ngày 20 tháng 7, luật sư của Trần Thị Nga đã có buổi làm việc với thân chủ trước khi họ đưa cô ra tòa gọi là xét xử vào hôm nay, ngày mai, là ngày 25-26 tháng 7, tại Tòa án Hà Nam, thành phố Phủ Lý. Luật sư cho biết tinh thần của Nga rất vững vàng, tự tin. Nga có nhắn, cô chỉ mơ một điều duy nhất khi ra tòa, là sẽ nhận được bông hồng của người thân gửi tới. Nguyện vọng của Trần Thị Nga chỉ có thế. Nếu ai không có cơ hội tặng hoa cho Nga, thì chúng ta hãy làm những việc tốt cho Nga tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của mình. Mỗi việc làm vì Nga cũng là một bông hồng cho cô. Tôi viết bài này cũng mong được Nga coi là bông hồng của chú, gửi tặng đứa cháu gái bất khuất, Can Trường. Đáp lời sông núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam
trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ, thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính sẽ mang lại ổn định và phát triển lâu dài. Các chế độ độc tài luôn bất ổn và hàm chứa nhiều hiểm nguy nội tại. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Lê Phan với tựa đề Cái lý của Bắc Kinh sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Ông Lưu Hiểu Ba, nhà trí thức và cũng là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, vừa qua đời cách đây không lâu trong khi ngồi tù cho một bản án 11 năm chỉ vì ông đã ôn hòa chống lại chế độ độc đảng ở quê hương mình. Cái chết của ông đã bày tỏ cho thế giới thấy một bộ mặt thật tàn nhẫn của chế độ Bắc Kinh. Bệnh ung thư gan của ông chỉ được khám phá ra, hay nói đúng hơn là được công nhận do những tên cai tù của ông khi ông chỉ còn 2 tuần lễ để sống. Sự điều trị của ông chẳng qua chỉ là một sự che đậy, còn ước muốn cuối cùng của ông mong được rời khỏi Hoa Lục bị thẳng thừng bác bỏ. Nhà cầm quyền thu xếp một cuộc hỏa thiêu, lấy cớ đó là phong tục của vùng nơi ông mất, bất chấp ý muốn của gia đình. Sau đó họ thu xếp một cuộc rải tro trên biển cả để nấm mồ của ông sẽ không bao giờ trở thành một đền thờ cho nhà tranh đấu đối lập nổi tiếng nhất nước. Điều còn đáng khinh bỉ hơn nữa là người em của ông bị bắt đứng ra trước truyền thông thế giới để cảm ơn Đảng Cộng sản Tàu và nhà nước cho cách mà họ đối xử tệ bạc với ông Lưu Hiểu Ba. Với nguồn gốc là một phong trào cách mạng, Đảng Cộng sản Tàu ngày nay tuy vậy vẫn còn hiểu rõ sức mạnh của một lãnh tụ hy sinh, một thánh tử đạo như ông Lưu, và đó là lý do mà họ thực sự coi trọng ông và thông điệp của ông. Cả hệ thống bức đại tường lửa của Bắc Kinh đã được huy động để kiểm duyệt ở mọi cấp. Bất cứ một dấu hiệu nhỏ nào của một sự nhắc nhở đến ông Lưu Hiểu Ba, từ hình ảnh một cái ghế không người đến 3 chữ viết tắt RIP, nghĩa là Rest in Peace, một lời cầu chúc siêu thoát cho ông. Công khai thì Bắc Kinh lập luận rằng ông Lưu đã bị tòa án Trung Cộng xử như là một tội phạm hình sự bình thường. Trao tặng cho ông giải Nobel Hòa Bình là một sự bán bổ, và việc ông bị tù bị giam không dính gì đến bất cứ ai khác ngoài đất nước Trung Hoa. Nhưng một biện minh khác mà một số viên chức đưa ra trong các cuộc nói chuyện với báo chí hay các nhà ngoại giao thì như thế này. Nhà cầm quyền Cộng sản đã thực hiện được việc nâng 800 triệu người ra khỏi nghèo đói trong vòng 4 thập niên này với sự pha trộn của cải tổ kinh tế và đàn áp chính trị. Do đó, những người như ông Lưu, với lý tưởng bất bạo động của ông, kêu gọi cho tự do cá nhân và sẵn sàng chết cho niềm tin và lý tưởng của mình là một đe dọa đáng ngại cho chế độ độc đảng của Tàu. Hiểu cái logic độc đài tàn nhẫn đằng sau sự đối xử của Bắc Kinh đối với ông Lưu không phải là biện minh cho chúng hay bên việc chúng, nhưng như một nhà báo hiện đang làm việc ở Bắc Kinh kêu gọi, điều quan trọng là những người bên ngoài Hoa Lục hiểu, đặc biệt là khi Trung Cộng đang ngày càng nổi lên và tích cực hoạt động trên trường quốc tế. Ông Lưu có một giải thích cho thái độ của nhà cầm quyền. Hồi năm 2006, ông Lưu nói, mặc dầu chế độ của thời đại hậu Mao vẫn còn là một chế độ độc tài, nó không còn cuồng tính mà là một thứ độc tài duy lý vốn ngày càng giỏi trong việc tính toán quyền lợi của mình. Trong việc tính toán những quyền lợi đó,
chế độ quyết định là biến ông Lưu thành một thánh tự đạo an toàn hơn là cho phép những ý tưởng của ông phổ biến không ngăn chặn. Phải nói là trong ngắn hạn, kết luận đó của họ có lý. Chính vì cố gắng của Đảng Cộng sản mà đại đa số người Trung Hoa chưa bao giờ nghe nói đến ông Lưu, và một số những người có nghe nói đến ông thì chỉ nghĩ ông Lưu là một người ưa gây chuyện quấy rối. Một số đã tỏ vẻ ngạc nhiên khi dân chúng Hồng Kông tổ chức các cuộc đốt nến tưởng niệm ông Lưu. Cái chết của ông không tạo nên một cuộc cách mạng. Và dĩ nhiên, không có ai ở Hoa Lục dám nói lên sự thành công của Đài Loan là một đảo quốc cũng của người Hoa, nhưng đã tạo cho mình một nền dân chủ vững mạnh và vẫn là một cường quốc kinh tế. Sự chuyển đổi từ chế độ độc tài ở Đài Loan không dẫn đến sự xáo trộn như nhà cầm quyền ở Bắc Kinh vẫn lý luận. Và nếu họ bảo là Đài Loan quá nhỏ không thể so sánh với Hoa Lục, thế Indonesia thì sao? Một quốc gia đa dạng, rộng lớn, đông dân đã chuyển đổi thành công từ một chế độ độc tài quân phiệt sang một nền dân chủ biết kinh tế ngày càng phát triển. Và sự tính toán của Đảng Cộng sản Tàu về lâu về dài sẽ bị chứng minh là sai. Qua việc cố tình bác bỏ sự dân chủ hóa tiệm tiến từ trên xuống, họ đã gia tăng triển vọng của một sự bùng nổ từ dưới lên bác bỏ chế độ độc tài. Nếu và khi nào ngày đó đến, những người biểu tình xuống đường đòi tự do dân chủ hẳn sẽ nhớ đến ông Lưu và nụ cười hiền hòa của ông. Và họ sẽ nhớ đến những lời ông viết ra nhưng bị cấm không được đọc ở vụ sử mà mỉa mai thay xảy ra đúng ngày Giáng sinh năm 2009. Không có một thế lực nào có thể chấm dứt sự ao ước tự do của con người. Và Trung Quốc rồi cũng sẽ có ngày trở thành một quốc gia pháp luật cai trị, nơi nhân quyền chế ngự. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Mai Văn Tân, bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2015 với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa.